Hạn chế này khiến cho nàng giữa tình huống một chọi một cũng không phải là vô địch, và lại chỉ có thể là vào ban đêm mới có thể sử dụng. Nhưng dù chỉ cho là vậy, khi mà phối hợp với đồng đội, đây lại là một hồn kỹ vô cùng khủng bố, thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể phát ra được tác dụng xoay chuyển càn khôn. Tối thiểu có thể hóa giải đối thủ là một giây, có thể làm được rất nhiều chuyện. Thu hồi lại thần thông lại dùng đi, tiểu cô. Tào Giả lúc này là khẽ vẻ mặt là đau khổ. Hứa Tiểu Ngôn lúc này tự nhiên là cười một tiếng, tinh luân băng trượng ở trong tay hào quang lóe lên, kim quang cùng với băng liên ở trên người Tạ Giả đột nhiên là đồng thời biến mất. Kỳ thân nàng cũng là sắp kiên trì không nổi, đằng sau sự cường đại này là tiêu hao cực kỳ lớn, mà Tạ Giả lớn như là tiếp tục dãy rủa vẫn còn có cơ hội dãy rủa ra được. Đường Vũ Lân hướng về phía Hứa Tiểu Ngôn lúc này duỗi ra ngón tay cái. Hứa Tiểu Ngôn lúc này tinh luân đệ nhất hồn kỹ, tinh luân băng liên đã làm rung động toàn bộ đoàn đội của bọn họ. Đây là thần kỹ, Đấu La Đại Lục quả nhiên không gì là không thể thấy. Đáng tiếc chúng ta không có biện pháp cải biến ngày đêm, nếu không thì đã không chừng sẽ là trò Vũ Lão Sư một phần kinh hỉ. Tạ Giả lúc này rung rồi nói ra. Hiện tại thân thể của hắn còn có chút là cứng ngắc vào xuống giấy. Tinh luân băng liên kia là do tinh luân và băng thuộc tính kết hợp lại, bị dính vào không phải là sự tình là thoải mái gì cho lắm. Đường Vũ Lân lúc này mỉm cười rồi nói, chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể chủ động tìm Vũ Lão Sư bàn luận mà, ta tin tưởng rằng thầy nhất định là sẽ không phản đối. Ta dài cùng hắn liếc nhau, đáy mắt lập tức lộ ra một ánh mắt là cáo giả hoạt, cảm giác lạnh lẽo cũng là cứng đơ vừa rồi, cũng không lên chỉ là có mình hắn là cảm nhận chú nhỉ. Khóe tuyệt đối là một giây, he he, nó không chừng có thể cho Vũ Lão Sư một cái kinh hỉ rất là lớn nha. Sau một khắc, bốn người rất là ăn ý toàn độ là khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Các người hiện tại muốn hướng về ta khiêu chiến sao? Vũ Trường Cầu lúc này đối với bốn tên đệ tử trước mặt có một chút kinh ngạc. Đúng vậy, mời lão sư chỉ điểm cho tụi con. Đường Vũ Lân lúc này nó rất là chân thành. Được rồi, đi thôi. Vũ Trường Không lúc này nhẹ gật đầu, lúc này đã muốn. Ký túc xá cơ bản cũng đã tắt đèn, hắn cũng không mang theo tụi học trò đi thực chiến khu, mà là trường tiêm đến sân thể dục. Nhưng tiểu tử này tự tìm phiền phức, hoặc là nói muốn cho hắn một ít kinh hỉ, vô luận là loại nào đều sử sức thỏa mãn tụi này. Sân thể dục lúc này yên tĩnh, lúc này tối đen như mực. Vũ Trường Không đi thẳng đến giữa thao trường mới sừng bước lại, áo trắng nhẹ bay, thản nhiên nói, đến đây đi. Đường Vũ Lân lại nói, Vũ Lão Sư, ngày cường đại như vậy có phải hay không là lên áp chế thực lực của tụi con xuống hay đối kháng hay không? Chúng con bất quá chỉ là nhị hoàn, ngài cũng đem tu vi áp chế đến cảnh giới nhị hoàn, hồn kỹ cũng chỉ có thể sử dụng hai cái đầu tiên, có được hay không? Vũ Trường Không hai mắt nhắm lại, hắn là người trưởng thành, nếu như ngay cả tâm tình của bọn nhỏ cũng đoán không xa, vậy thì không xứng làm lão sư rồi. Từ bên trong lời nói của Đường Vũ Lân, hắn rõ ràng nghe ra, nhưng tên tiểu tử này là muốn giành chiến thắng. Thực lực của ba người bọn họ mình đều biết rất rõ, như vậy vấn đề cũng chỉ là có khả năng xuất hiện ở trên người của Hứa Tiểu Ngôn mà thôi. Có thể, Vũ Trường Không lúc này lãnh đạm trả lời. Đường Vũ Lân cũng đồng bạn trao đổi ra ánh mắt một lút, lập tức là mang theo ba người nhanh nhẹn lùi về phía sau, đồng thời tổ hợp là trận hình. Vẫn như cũ, hắn ở phía trước nhất, Tạ Giải bên cạnh, Cổ Nguyệt đứng ở sau lưng, Hứa Tiểu Ngôn lúc này thì đứng sau Cổ Nguyệt, bốn người tạo thành một chỉnh thể. Từng vòng hồn hoàn sáng lên và ban đêm trở nên đặc biệt rõ ràng, nhất là hồn hoàn màu tím dưới chân của Đường Vũ Lân giúp cho hắn có thêm vài phần khí chất. Từng cây lam ngân thảo ùn ùn mọc ra, lập tức là bao trùm lấy phạm vi mấy chục mét vuông ở xung quanh, đem đồng đối toàn bộ trào khuất ở phía sau. Cùng lúc đó, ở trên cánh tay phải của Đường Vũ Lân lúc này, kim quang lượn lờ, quang mang vàng kim nhạt lóe lên, kim lân bao phủ lấy cánh tay phải của hắn ở trong từng khối vảy hình thoi. Hắn khẽ lọc quát một tiếng, mãnh liệt hướng về phía Vũ Trường Không vọt tới. Từng cây lam ngân thảo ùa lên, trực tiếp thôi động đệ nhất hồn ký quấn quanh. Trên trăm cây lam ngân thảo gào thét tràn lên, thiên liên hồn ký phát động vẫn là tương đối kinh người. Thời điểm khi mà Đường Vũ Lân khởi xướng ra công kích, không khí bị lam ngân thảo kéo theo phát ra tiếng kêu to. Ở trong đó một sợi lam ngân thảo nhẹ nhàng linh hoạt bắn ra một đoạn nhân ảnh vào không trung, chính là Tạ Giải. Tạ Giải từ chân đỉnh đầu Vũ Trường Không bay qua, thân thể đột nhiên hạ xuống, không có lửa điểm giữ lại, song long phong bạo phóng thích ra, từ trên trời giáng xuống bộc phát ra công kích. Không chỉ có như vậy, từng đạo phong nhuận hỏa cầu băng trúy từ bên trong khe hở của lam ngân thảo bắn ra, toàn bộ bắn trụm về phía của Vũ Trường Không. Đi sau mà đến trước, thời điểm thân thể của Tạ Giả bắt đầu là hạ xuống, chúng cũng là đã đến trước mặt của Vũ Trường Không trước tiên.
Để chiến thắng Vu lão sư, bọn hắn đều là rõ ràng, thời gian càng dài, cơ hội càng khó, chỉ có lập tức phát động mới có thể có cơ hội giành được chiến thắng. Vu Trường Câu lúc này đứng ở chỗ này, tay phải nắm thiên sương kiếm, tay trái điểm nhẹ mũi kiếm, đối mặt với công kích của mấy đứa nhỏ này, hắn đứng yên tại chỗ không chút sức xẻ mẻ. Ở trên mặt cũng là không xuất hiện ra bất kỳ tâm tình chấn động nào cả, giống như ở trên thế giới này, vốn cũng không có tồn tại nào có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn vậy. Mắt thấy công kích sắp tới người, cùng lúc đó, thiên sương kiếm ở trong tay hắn bắn lên, một vòng hào quang lam nhạt khuếch trường mà ra, vầng sáng này giống như có lực hấp dẫn vô tận vô vậy, hút lấy công kích của Cổ Nguyệt, dần dần chúng chuyển hướng về lên không trung. Cổ Nguyên chỉ là cảm thấy ở trong nháy mắt này, mình đã mất đi quyền khống chế đối với những quyền tố công kích này. Đơn giản hữu hiệu chính là thứ Vũ Trường Không am hiểu. Song Long Phong Bạo không ngừng là cắn nát từng đạo nguyên tố công kích, nhưng mà khí thế từ trên không trung này đánh xuống cũng đã bị ảnh hưởng, không còn được như lúc đầu. Tử quang trong mắt của Vũ Trường Không lóe lên, Điều Vô Lân theo bản năng liền vận chuyển ra từ cực ma đồng đối kháng, nhưng vẫn là một hồi mê muội chuyển đến, Lam Ngân Thảo quấn quanh cũng là do đó mà chậm lại một nhịp. Đây là trời xấu mà, Vũ lão sư lại còn dùng là từ cực ma đồng, mặc dù không hề là vận chuyển toàn lực nhưng đây chính là trời xấu. Có điều tuy rằng ý nghĩa này xuất hiện, nhưng xu thế hắn là vọt tới trước vẫn là không chút nào ngừng lại, Lam Ngân Thảo vẫn như cũ quấn quanh mà lên. Vũ Trường Không thiên sương kiếm quay lại, sự trầm tĩnh lặng lẽ lúc trước là biến mất, truyền thành một sự nhẹ nhàng không gì là sánh bằng. Từng đạo tia kiếm nhẹ nhàng linh hoạt lặng yên bay ra, chân xác rơi vào bên trên từng đám cây Lam Ngân Thảo. Mặt ngoài của Lam Ngân Thảo lập tức là xuất hiện ra sương vụ, sau đó từ từ lan rộng ra. Tựa như là một kiếm kia của hắn đã bắt xa cả trăm đạo tia kiếm, không chật chút nào là đã ngăn lại toàn bộ Lam Ngân Thảo. Đều Vô Lân trong nháy mắt này đã biến thành người đơn độc, mà hắn cũng là đã cách Vũ Trường Không rất là gần. Ở trên bầu trời, Song Long Phong Bạo hạ xuống, thân ảnh của Vũ Trường Không đột nhiên trở lên mờ đi, đường môn tuyệt học, quy ảnh mê tung bố. Vừa lúc mới bắt đầu, Tà Dài còn có thể đuổi theo bước tiến của hắn, không ngừng là điều chỉnh lại phương vị công kích, nhưng mà hắn biến hóa thực sự là quá nhanh. Đến khi mà Song Long Phong Bạo sắp sửa là rơi xuống mặt đất, đã là hoàn toàn mất đi mục tiêu, công kích thất bại. Một đạo tia băng bắn tới, Ta Giả chỉ là tới kịp dùng là quang long nhuận để ngăn cản. Hàn ý chuyển đến, các người hắn đã là bị đụng bay ra bên ngoài. Vào giờ phút này đây, Đêm Vũ Lân vừa vặn đi tới trước mặt của Vũ Trường Không. Nói một cách khác, hiện tại hắn như là đang đối mặt với một trận một với Vũ Trường Không vậy. Vào thời điểm này, Đường Vũ Lân cũng không lùi lái, sơ tay phải lên. Ở trên tay phải, kim long chảo trong nháy mắt này mở ra, vuốt sông hùng hãn, kim quang lượn lờ, chộp thẳng đến ngực của Vũ Trường Không. Một chọi một, dù là Vũ Trường Không áp chế tu vi, hắn cũng đều là không có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng mà vừa lúc đó, Vũ Trường Không làm ra một lựa chọn khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng là bất ngờ. Từng đạo tiết kiếm đột nhiên bắn ra, không chỉ như vậy, một chùm sương vụ cũng là từ trên người của hắn bắn ra, hướng về chung quanh lan ra, tiết kiếm đan xen lẫn nhau, ở trong nháy mắt xẹt thành một tấm lưới lớn chung quanh thân thể của hắn, đem cả người hắn hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Mà cũng từ đây, dưới chân của hắn, một lục băng tinh quang lặng yên xuất hiện, từng đạo kim quang xoay quanh thân thể của hắn, hóa thành hàn băng xương xích, khóa lại thân thể của hắn. Khanh một tiếng, Đường Vũ Lân kim long chảo vồ vào ở trong tia kiếm, nhất thời thì khiến cho tảng lớn tia kiếm tan vỡ, lương tự theo tu vi tăng lên, lại có huyền tiên công phụ trợ. Hắn hiện tại chẳng những là có thể đem kim long chảo duy trì thời gian lên tới 20 giây, hơn nữa kim long chảo cũng là càng thêm ổn định. Nhưng mà hiệu quả như là mong muốn vẫn là không hề đạt được. Tinh luân băng liên ở thời khắc mấu chốt nhất phát động, có thể chẳng ai nghĩ tới, Vũ Trường Không dĩ nhiên là sẽ tạo ra một lớp phòng ngự. Tầng phòng ngự này hoàn toàn trung hòa hiệu quả của tinh luân băng liên. Một chào của Đường Vũ Lân tuy rằng chính diện là vồ nát kiếm băng, nhưng mà chính hắn cũng là chịu chấn động không nhỏ, bật lùi về phía sau một bước. Chính bước lùi này đã ảnh hưởng đến thế công của hắn. Hai con mắt của Vũ Trường Không lóe sáng, băng liên ở trên người từng tấc tan vỡ. Dù hắn đã áp chế tu vi đến nhị hoàn, nhưng vẫn cường đại hơn nhiều so với những hồn sư nhị hoàn khác, bởi vì đó là áp xúc nhị hoàn, hơn nữa ứng dụng của hồn lực lại chênh lệch. Thời gian tinh luân băng liên tác dụng ở trên người của hắn, căn bản là không đến 2 giây. Vết xương bảo vệ hắn 2 giây đủ để cho thiên xương kiếm lần thứ 2 bắn lên, trực tiếp chỉ vào người của Đường Vũ Lân. Thế nhưng mà cũng đúng vào lúc này, Vũ Trường Không nhìn thấy nụ cười trên mặt của Đường Vũ Lân, theo bản năng cũng là cảm giác được điểm không hay. Vết xương lần thứ 2 bạo phát, lại muốn bố trí ra phòng ngự một lần nữa, nhưng mà lần này lại không kịp.
Một bàn tay mềm mại, lặng yên không một tiếng động ấn ở sau lưng của hắn, nhìn lại đã thấy ra một luồng bão táp nguyên tố mãnh liệt đột nhiên bắn ra, chính là băng hỏa song trọng công kích bất ngờ. Ở bên ngoài thân thể của Vũ Trường Không đột nhiên xuất hiện ra một tầng băng xương, thế nhưng mà trong tiếng lổ mạnh, vẫn như cũ không nhịn được lảo đảo một bước, từ trên người của hắn ở trong nháy mắt này bắn ra hồn lực hung hăng, đem bốn tên thiếu liên chung quanh toàn bộ đẩy ra bên ngoài, sắc mặt vốn lạnh lẽo của hắn đã trở lên có một chút khó coi. Vạn tuế, Hứa Tiểu Ngôn lúc này là người thứ nhất xèo lên một tiếng. Đúng đấy, bọn họ đã thắng. Ở thời khắc cuối cùng, Vũ Trường Không rõ ràng đã bùng nổ sức mạnh vượt xa nhị hoàn, lúc này mới có thể chuyển nguy thành an, thu hồi thiên sướng kiếm, lấy sao ước ban đầu của Vũ Trường Không, đương nhiên không thể nào không thừa nhận chính mình đã thất bại. Hắn nhàn nhạt nói, lại sắp xếp chiến thuật này. Đầu Hữu Nhân lúc này cười hì hì rồi nói, lão sư là con. Vũ Trường Không gật đầu rồi nói, rất tốt, ngày mai tiếp tục. Ta sẽ đem tu vi tăng lên tới tam hoàn, hồn ký cũng là dùng 3 cái. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, bạch y tung bay, lạnh lạnh như là trước. Vốn bốn người đang hùng phấn nhảy nhót, nhất thời là như là bị đông cứng ở trên không, về mặt là toàn bộ ngưng trọng lái. Tam hoàn cùng với nhị hoàn là chênh lệch là lớn về chất, giống như tam đoán tạo sư từ bách đoán tạo đến thiên đoán tạo, hoặc là như là chênh lệch giữa thiên đoán tạo và linh đoán tạo vậy.